Cộng đoàn phục vụ thân mến, người ta càng yêu nhau thì người ta càng sợ mất nhau, và càng sợ mất nhau thì người ta càng đặt cho nhau nhiều lần câu hỏi: anh có yêu em không, em có yêu anh không? Sở dĩ cứ phải hỏi nhau hoài về chuyện yêu, còn yêu nữa hay không, là vì người ta cứ bị ám ảnh về những đổi thay trong cuộc đời, một lúc nào đó quay lưng, một lúc nào đó phản bội. Khi hỏi Phêrô yêu mình không, Đức Kitô không có ý gợi ra chuyện cũ. Ông đã chối thầy để bới tội, để vạch tội, moi tội, kể tội, kết tội, nhưng là để xác định dù có những bẽ bàng đã xảy đến, nhưng Ngài vẫn một lòng yêu thương ông cho đến cùng và tín nhiệm ông, trao trọng trách cho ông. Ngài không thay mặt đổi lòng khi Phêrô thay lòng đổi mặt. Ngài không ăn miếng trả miếng, không hầm hực mỉa mai, xa gần nói bóng nói gió. Khi Phêrô quay lưng nói lời chối từ trong phũ phàng và cay đắng, nhìn vào tình Ngài dành cho Phêrô, ta không tìm ra một khoảnh khắc suy thoái xuống cấp nào cả. Trái lại, xem ra Phêrô càng yếu đuối, tình Ngài càng mặn nồng. Phêrô càng nhạt nhòa, tình Ngài càng rào rạt. Đúng là Ngài đã yêu thương những kẻ thuộc về Ngài, và Ngài đã yêu thương họ cho đến tận cùng. Yêu Phêrô, Đức Kitô không tìm những cái ông có để mà yêu, có tài năng, có tiền của, có đức tính, có ảnh hưởng. Thật ra ông chẳng có cái gì, mà chỉ vì Ngài thương ông cho nên Ngài muốn thế. Ngài gọi ông cũng không phải là ông tìm Ngài, nhưng Ngài đã lôi ông ra khỏi lưới thuyền của bờ hồ Tiberia. Không phải chúng con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn chúng con. Và Ngài cứ trung tín với tình yêu đó, kể cả khi ông chối từ phản bội. Vì thế, phải hiểu câu hỏi của Chúa hôm nay không là gợi nhớ cho quá khứ của một người đã từng hèn nhát, nhưng là nhắc về một tình yêu trung tín của một người đã được Thiên Chúa yêu thương. Để từ nay Phêrô phải sống thế nào cho cân xứng, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Các môn đệ khác khi nghe thấy chất vấn Phêrô cũng phải hiểu rằng sự đáp trả thật quyết liệt như đấng giang tay trên thập giá thì mới đáp đền cho cần. Không ai yêu thương nhiều cho bằng người dâng hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Mà thật đúng như vậy, chắc chắn Chúa phải ưa thích và tín nhiệm Phêrô, bởi vì ông không áy náy ngượng ngùng để khẳng định trước mặt Ngài và anh em của mình ba lần: thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Từ đó đời sống của ông để tình yêu của Ngài quyết định, tình yêu của Ngài thúc đẩy. Nó kỳ diệu lắm. Ông đã đứng lên làm chứng chung với 11 anh em trong ngày lễ ngũ tuần, và rồi tình yêu đấy thúc ông đến độ sau này ông chịu tử hình thê thảm bằng cái chết bị đóng đinh ngược cô đơn trên đỉnh đồi Vatican. Đúng như thầy đã nói, rồi khi con về già, người ta sẽ thắt lưng cho con và dắt con đi đến chỗ con không thích. Cho đến cuối đời, Phêrô hiểu lắm chứ, hoàng đế Nero và tất cả hùng quân của ông đi tìm bách hại đào Chúa không thể thắng nổi tình yêu của đấng đã gọi ông. Và định luật này làm nên lịch sử cho tất cả những đời tu, các linh mục, tu sĩ và tất cả những người dấn thân cho Chúa đều hiểu rằng khi mình hiến dâng không chỉ một vài giờ trong ngày, vài ngày trong tháng, vài tháng trong năm, vài năm trong cuộc đời, mà một khi đã để tất cho tình Chúa trở thành cái lựa chọn duy nhất, sức mạnh độc nhất, thì tình yêu phải thành hơi thở, phải thành nhịp đập của con tim,
phải làm nên cung điệu của cả một đời người. Nó sẽ đi suốt cuộc đời của người thuộc về Chúa, từ khi còn trẻ cho đến lúc già sức yếu. Tình yêu là nghiệp số sẽ dắt vị tông đồ bắt đầu đi từng những ngỡ ngàng đầy thú vị khi còn là một cậu bé xin đi tu từ năm 1965 ở tại Tiểu Chủng Viện Sài Gòn. Đúng là tôi xin chọn người. Tôi xin chọn người làm gia nghiệp của tôi mãi mãi, chọn đời tôi, chót cả đời tôi, chọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Thế nhưng đường đời không bằng phẳng như những ước mơ mà mình đã tự nguyện dâng hiến. Lịch sử đất nước này hồi đó chiến tranh, rồi thay đổi chế độ, thay đổi cả nếp sống của người chúng sinh đầy hy vọng trong tương lai. Từ là một đại chúng sinh của Học viện Giáo Hoàng Pio X trở thành một anh nông dân bất đắc dĩ, cũng đành nhắm mắt đưa chân để xem con tàu xoay vần đến đâu. Không biết có phải quá vất vả, lao lực lao tâm hay không, mà hồi đó có lúc Đức Cha Gioan phải vào bệnh viện. Nhưng đó là điều chắc chắn. Chắc chắn duy nhất này là tất cả những điều đấy, hoàn cảnh thời cuộc đau ốm bệnh tật, đã trở thành những bóng mờ ẩn hiện của những con ma độc ác, cứ rình cướp đi những chọn lựa êm đềm của đời tu. Nỗi niềm này giống như Phao-lô trong khó khăn của thử thách tại ngục tù, đã viết cho môn đệ của mình là Timôthê như thế này: chẳng có ai bênh vực tôi, mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa ở với tôi và ban sức mạnh cho tôi. Phải có Chúa thì tất cả những người trên con đường tu, đường đi không đến lúc bấy giờ, mới thấy rằng mình được gọi để vươn lên trên số phận, để mình cứ bước tới chọn niềm tin yêu với sướng vui, cùng nghìn đau thương với những đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian núi lở sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người. Lịch sử của những đời tu, lịch sử của Hội Thánh đều được bước đi trên cái nhìn đầy niềm tin phục sinh như vậy. Và người tông đồ của Chúa khi thực thi sứ vụ mục tử cũng xác tín như Thánh Phao-lô, tin vào tình yêu của Chúa để tựa để mình tựa vào lòng Chúa Giê-xu, không sợ những gian nguy thử thách. Ai có thể tách biệt tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng đó là gian truân khốn khó, đói khát hiểm nguy? Và kể ra nhiều thứ, cuộc đời của từng người có những hiểm nguy khác nhau, nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng tôi toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng tôi. Đó là lý do mà khi được chọn làm giám mục, Ngài đã chọn phương châm cho đời mục tử tựa vào lòng Chúa Giê-xu. Đời người mục tử hôm nay, người ta cứ nghĩ rằng đang đi vào giữa những chúc tụng và vinh quang. Chỉ có trong nội sâu, tâm sâu thẳm của lòng mình, vị giám mục mới hiểu Ngài đã được yêu thương cho đến tận cùng như thế nào. Và hiểu lời này để Ngài sẽ nhận ra hãy theo ta hấp dẫn như thế nào, và cách thức chăm sóc của vị mục tử trên đường phục vụ của mình là chọn vừa lựa tuyệt vời như thế nào khi đặt mình ở tựa vào lòng Chúa Giê-xu. Cộng đoàn phụng vụ thân mình, có một bài hát mà nhiều người đã biết, có một thời khích lệ những người trẻ dấn thân: nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu là hoa, tôi sẽ là một hoa đóa hướng dương; nếu là mây, tôi sẽ là một vùng mây ấm; nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Nhưng đấy chỉ là những mộng mị, đấy là những lời hứa suông. Còn hơn thế nữa, hơn những người trẻ xã hội chủ nghĩa đã nói lên những điều này, một vị thánh nữ trẻ của chúng ta đã có một ví von nóng bỏng trong yêu thương khi nghĩ về một hội thánh được cứu chuộc của Chúa Kitô.
Chỉ có yêu thương mới có thúc đẩy tông đồ, mới có truyền giáo, mới có ơn gọi, mới có thực hành bác ái. Thánh nữ Teresa ao ước như thế này trong giáo hội mẹ chúng ta. Con sẽ là tình yêu. Tình yêu sẽ thúc đẩy. Tình yêu là dòng mọc để đi khắp cơ thể con người, để đưa máu thắm từ con tim đến tất cả cuộc sống con người. Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã có một ao ước tương tự, đó là tựa vào lòng Chúa Giêsu để nghe tình yêu thúc đẩy, để nghe máu thắm lan chảy khắp toàn thân. Đây là điều mà trong sách Tông đồ Công vụ đã kể nơi bài đọc 1. Thánh Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn ở Êphêsô về tình yêu Thiên Chúa tín nhiệm các ông, thì các ông phải làm thế nào để đáp trả tình yêu ấy bằng tình yêu, kể cả trong những lúc gian truân và thử thách khi thi hành sứ vụ Chúa trọng. Sứ vụ này cao đẹp lắm, bởi nhận được từ Chúa Kitô và giáo hội. Sứ vụ này phức tạp lắm, bởi vì phải chu toàn trách vụ rao giảng giữa những cảnh khó khăn của hoàn cảnh xã hội hôm nay, và phải chăm lo phục vụ dân Chúa. Sứ vụ này trường kỳ lắm, bởi vì làm giám mục đâu chỉ là một lần quỳ xuống tấn phong, mà thực ra bắt đầu một sứ mạng đi đầu đoàn chiên suốt cả cuộc đời. Sứ vụ càng cao đẹp, chủ chăn càng thấy mình trần thế. Sứ vụ càng phức tạp thì chủ chăn càng thấy mình giới hạn. Sứ vụ càng trường kỳ thì chủ chăn sợ mình mệt mỏi. Chính vì thế mà Ngài cần đến lời cầu nguyện và công tác của toàn thể dân Chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân cộng tác với Ngài trong yêu mến và vâng phục. Cho dẫu tương lai đường đi không suôn sẻ, nhưng chính trong cuộc lội ngược dòng này, vì giám mục nhân được tràn đầy ơn Chúa, không còn thiếu ơn nào nữa, như thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Phần Ngài, khi tựa vào lòng Chúa, Ngài sẽ như Thánh Phaolô, Ngài sẽ như Thánh Phêrô trả lời với Thầy: Thầy biết con yêu mến Thầy. Đường tình yêu gian khổ nhưng vô vàn hạnh phúc, đường tình yêu hạnh phúc khi biết mình tha thiết yêu thương. Tương tự như ý thơ của một thi sĩ nổi tiếng thuộc Cộng hòa Liên bang nước Nga, đó là Găm Gia Tốc. Ông viết những dòng thơ giống như cuộc đời của vị linh mục sẽ đi tới. Trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu, gian khó cũng rất nhiều, nhưng tôi hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi tình yêu. Cầu xin cho vị giáo mục của chúng ta đi chọn con đường mục vụ yêu thương, khi Ngài tựa vào lòng Chúa Giêsu để nghe tiếng tình yêu từ trong trái tim Ngài, và đem tình yêu đấy đến từng người chúng ta.